Vâng, tin hiện chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nha bác một số mặt hàng mới bên em, hàng vừa về xong nhá. Đấy, tiếp tục cập bến một số mặt hàng mới. Quay video trực tiếp và báo giá bác luôn này. Các bác nào có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai số điện thoại nhá. Em đang để trực tiếp ở cho mình đây. Gọi điện theo hai số để em tư vấn và chốt đơn hàng. Lưu ý rằng khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ giúp em là trên 200k là bên em bao ship và bên em sẽ ship hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Đó. Rất là dễ mua, cách thức rất là dễ mua hàng. Đấy, các bác xem kỹ sản phẩm, xem kỹ video, cân đối kỹ trước khi mua hàng. Và các bác nhớ mã, nhớ giá sản phẩm nữa nhá. Rồi, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì rất là nhiều bác hỏi cái mã hàng này, đó là cái đèn dầu pin nhá. Em báo giá luôn, đang gửi các bác giá sẽ là 40.000 cho một cái con đèn dầu pin nha. 40k thôi. Con này nó có tích hợp sẵn cả pin luôn nhá. Về là các bác chỉ việc xài, không cần phải mua thêm cái gì cả đâu. Đấy, có sẵn pin biếc trong trong này hết rồi. Đấy. Thì đây một chiếc đèn dầu mạ đồng nhá. Chất liệu toàn bộ là bằng nhựa nhá, toàn bộ là bằng nhựa hết. Đấy, nên là các bác dùng xài vô tư thoải mái, không lo nó bị rơi vỡ hay nhèo đâu. Đấy, xài thoải mái. Và nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin cúc áo nhá, pin cúc áo này. Đấy thì đây, ba viên pin cúc áo này. Thì cái pin này rất là dễ kiếm cho các bác ra hiệu sách hiệu đồ các bác. Nếu hết pin thì mình lại mua về mình thay, rất là dễ kiếm. Đó. Hiệu sách người ta bán cái pin rất là nhiều. Đấy, và là bên dưới thì có pin và có luôn cái nút là cái công tắc nhá. Đấy thì lúc nào dùng là các bác gạt cho em về on, không dùng thì mình có thể tắt đi, rất tiện dụng. Đó. Đấy, ánh sáng màu vàng nhá. Đấy, nhấp nháy đúng như kiểu là nến cháy, đèn dầu cháy luôn. Đó. Cái hay của cái sản phẩm này, thứ nhất là nó không có dây dạo lằng nhằng, và thứ hai là nó rất là an toàn, đảm bảo đấy bác nhá. Nhiều khi các bác dùng những đèn dầu thật đấy, chẳng may có tình trạng cháy nổ xảy ra rất là nguy hiểm. Đó thì cái này là nó dùng pin, không dây dạo lằng nhằng, mà thứ hai là nó an toàn, không gây cháy nổ nhá. Và thứ ba là dùng nó tiện, các bác có thể là mang đi mang lại rất ok, dùng làm đèn thờ này, đèn ngủ này, rồi là các thứ rất ok luôn. 40k cho một chiếc đèn dầu pin nha, 40.000 một chiếc thôi. Đấy, ánh sáng màu vàng nhá, bên dưới là mạ đồng, chất liệu bằng nhựa rất là đẹp luôn, xinh. Đấy, nhỏ gọn, các bác sử dụng rất ok luôn. 40.000 các bác nhá, 40k đèn dầu chạy pin nhá, 40k có sẵn pin trong ngoài rồi. Và cái nút công tắc bên dưới hông nhá, bên dưới đít này, các bác gạt đấy, về off là tắt, về on là bật lên, có thế thôi. Lúc nào dùng thì mình bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi để tiết kiệm pin, rất hay. 40k một chiếc nhá, đèn dầu chạy pin. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy thổi kèm hút bụi luôn nhá. Cái này nó có thể là thổi cũng như là hút bụi được luôn, rất là hay. Đấy thì về view các bác sử dụng để mình thổi bụi này, rồi là các bác sử dụng thổi lá cây này, sử dụng ví dụ như là mình có làm tí đốt cái gì than thiếc các thứ à, mình về mình cắm vào là bắt đầu là các bác cắm vào là bắt đầu là các bác thổi rồi các bác hút, rất là hay luôn. Đây. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá và rất là êm luôn. Đó. Máy chạy rất khỏe nhá. Con này công suất của nó là đi công suất là 1.000W nhá, và cái vòng tua của nó là 16.000 vòng trên phút, cực kỳ khỏe luôn đấy. 16.000 vòng rất là khỏe luôn. Hàng thì em nói luôn là sản xuất tại thị trường China nhá, made in China. Đó. Giá thành thì hạt rẻ bình dân thôi, 220.000 cho một chiếc máy thổi hút bụi nha. Đấy, cứ lên mã anh em sẽ là cái máy thổi hút bụi nhá, máy thổi bụi đi. Đấy, máy thổi bụi 220k cho một chiếc máy thổi hút bụi nha. Đó. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác thổi đây, em sẽ test bác coi là máy thổi cực kỳ khỏe luôn. Đấy, đây. Dã man không? Đấy, các bác về thổi chiếc ok nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn hút đấy, các bác muốn chuyển ra chế độ hút ấy, thì các bác tháo cho em cái đầu ra. Đấy, tháo đầu ra các bác lắp vào đây. Đó, lắp vào đây. Và bắt đầu là các bác dí vào những cái chỗ nào các bác cần hút nhá. Đây, ví dụ như này. Em bấm đây. Đó, đây, nó hút luôn nhá. Đây, em để này. Để này, để nó hút này. Để nó hút này. Đấy, thấy không? Nó hút luôn nhá, nó hút luôn. Đấy. Đấy. Nó hút khá là khỏe nhá, hút khá là khỏe đấy. Và đây là cái túi, nó còn đi kèm là một cái túi đựng rác này. Đấy, ví dụ như là các bác muốn hút những cái rác rác thì nó có đi kèm cái túi này, thì các bác lắp cái túi này vào đây. Đấy, lắp cái túi này, nó có cái lẫy cài, các bác ấn nó vào. Đấy, sau đó là các bác để vào đây thì cái bụi khi mà hút thì nó sẽ chứa vào trong này luôn, chứa vào trong cái túi này. Đấy, thì đi kèm nó có túi, rất là ok luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện bên trong hộp các bác nhá. Hàng mới nhìn hộp như này, 220k máy thổi hút bụi. Đấy, máy thổi hút bụi nhá. Đó, máy thổi hút bụi 220k, đã test thực tế bác coi về cái sản phẩm này. Công suất rất là khỏe và chạy rất ok. Nói chung là dùng sử dụng gia đình này,
rồi là các bác công xưởng các thứ là các bác thổi bụi hút bụi cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, máy khóa là ok nhá. Giá thì bình dân là rẻ thôi. 220.000, 220k nhá. 220k cho một chiếc máy thổi hút bụi như này thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay, báo giá bác luôn là 40k, 40.000 cho một cái vòng gỗ đeo tay nha. Đấy. Nó là dạng vòng gỗ nhá, vòng gỗ. Đấy, thiết kế có nó từ dòng gỗ thơm, mùi rất là thơm. Mùi gỗ thơm đó, mùi gỗ thơm đó. Đây, đấy. Cái này bữa trước em đếm nó rơi vào khoảng tầm gần 300 hạt nhá, gần 300 hạt rất là nhiều luôn. Các bác có thể đeo vào cổ hoặc là đeo vào tay. Đấy, đeo vào đâu cũng được, rất ok. Đeo tay thì mình quặn thêm nhiều vòng. Còn các bác đeo vào cổ thì các bác cứ để lên cũng được. Đấy. Có cái phần dây thun co giãn nhá các bác nhá, có phần dây thun co giãn này. Hàng nguyên hộp này các bác có thể mua về làm quà này, biếu tặng, mua về sử dụng cho em luôn, rất là tiện dụng. 40k nhá, cứ lên mã em sẽ là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Đây. Các bác nhìn vân gỗ này rất đẹp luôn này. Đó, vân gỗ đây rất đẹp, ok luôn. Đấy. Mùi gỗ thơm thơm thoang thoảng nhẹ nhàng các bác nhá. Đấy, sử dụng rất ok. Vòng gỗ đeo tay nhá, vòng gỗ đeo tay đang gửi bác giá sẽ là 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nha. Hàng nguyên hộp luôn. Mua cái này về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cũng rất là hay. Đó, 40k một chiếc vòng gỗ đeo tay này nhá. 40k một chiếc vòng gỗ đeo tay nha. Sản phẩm tiếp theo thì đó là cái bộ tô vít xanh. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít xanh nhá, tô vít xanh 32 chi tiết này. Đấy. Báo giá bác luôn đang gửi bác giá sẽ là 40k cho một cái hộp như này. Đấy, nó sẽ nguyên trong hộp như này nhá. Hàng này sẽ gồm có tổng là 32 chi tiết này. Đấy, 32 chi tiết trong một cái hộp như này có nhá. Sẽ gồm có là đây. Một cái cây vít có nhá, một cái cây vít này. Đấy, đi kèm là một cái thanh nối dài. Đó, một cái thanh nối dài đây. Đó, một cái thanh nối dài. Và rất nhiều những cái đầu vít khác nhau này. Đấy, đầu ba ke, đầu dẹt, đầu tròn, đầu hoa thị, đầu lục giác, đầy đủ để các bác xài. Các bác sửa chữa đồ dùng, đồ điện này, rồi là anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình cũng ok luôn. Đấy. Đấy thì các bác cắm vào đây. Cắm vào đây. Đó, nó có cái phần đoạn đoạn lẫy này. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cái lẫy này không nhá. Điều chỉnh cái lẫy này các bác muốn dài ngắn thì các bác điều chỉnh này. Đấy, sau đó là các bác lấy cái đầu vít nào là các bác cắm vào đây. Và các bác cứ thế là các bác xoáy thôi, rất tiện dụng, nhỏ gọn, tiện lợi nhá. Rất là hay luôn. Bộ tô vít xanh 32 chi tiết nhá. 40k cho một cái bộ tô vít xanh 32 chi tiết này. Đấy, đầy đủ trong hộp là 32 chi tiết nhá. Đấy, 32 chi tiết dùng rất là hay luôn. Đó. Giá nó bình dân hạt rẻ các bạn, dùng nó hay. Đấy, về các bác nói chung là rất là nhiều lúc cần những cái dạng tô vít nhỏ nhỏ này các bác xoáy này, mà nó nhiều đầu vít khác nhau, các bác xoáy thoải mái, không sợ những con mẫu ốc khó, con này nó cũng có luôn nhá. Đấy, có luôn. Tô vít xanh 32 chi tiết nhá, 40k cho một cái hộp tô vít xanh 32 chi tiết nha. Tiếp tục về cái mã hàng rất là hay, đó là cái khóa số chữ U. Lên mã em sẽ cái khóa chữ U. Đấy, khóa số nhá, khóa số chữ U. Báo giá bác luôn đang bán là 70k cho một chiếc khóa số chữ U nha, 70k thôi. Đây, nó là dạng khóa số nhá. Các bác dùng cái sản phẩm này thì nó rất là tiện, là các bác không cần phải mang chìa mang chiếc đi. Mình chỉ cần nhớ mật khẩu thôi. Thì mặc định để mật khẩu bên em đang để sẽ là 4 số 0 nhá. Đấy, 4 số 0. Rồi các bác xoáy cho em về 4 số 0 giống thẳng với hàng này. Nó có cái phần đánh dấu này. Đấy, các bác giống thẳng nhá. 4 số 0 này, các bác bấm vào đây. Đó là tự động sẽ mở ra. Còn lúc nào đóng thì các bác ấn nó vào. Và bắt đầu là các bác đảo loạn mã đi, đảo loạn mã đi. Đấy, và lúc nào cần cần về thì các bác để đảo cho em về 4 số 0. Đây, đảo cho em về 4 số 0 này. Đấy, cứ xoay về 4 số 0. Mà nó thẳng với cái hàng mà nó có cái vạch trắng này, các bạn nhìn cái vạch trắng thì mình em đang quay nhá. Đây, đấy, thẳng với cái vạch trắng trắng 40 này. Là các bạn ấn vào đây. Đó là tự động là nó sẽ mở ra nhá. Đấy, tự động sẽ mở ra. Còn cái con này là các bác muốn đổi mật khẩu ấy thì các bác xoay cho em. Đấy, đổi mật khẩu ấy thì các bác xoay cho em theo cái chiều là kim đồng hồ này, xoay này. Xoay, đấy, xoay hết cỡ tay nhá, xoay hết cỡ tay. Đấy, xoay cỡ tay. Ví dụ là em đang muốn đổi về 000 thì muốn đổi về 11 chẳng hạn này thì các bác xoay cho em về hết 1 cho em. Xoay hết về 1 nhá, xoay hết về 1 và giống thẳng với cái hàng vạch trắng này. Đấy, xoay hết về 1, đó. Đấy thì bây giờ em đã đang đổ mật khẩu này. Đổi hết về 1 nhá, bắt đầu các bác lại xoay ngược lại này, xoay ngược lại cái vòng em vừa xoay nhá, xoay ngược lại này. Đấy, thấy không? Xoay ngược lại thì bắt đầu nó sẽ khớp vào. Là bây giờ hiện tại đang là mật khẩu là 1111 hết các bác nhá. Đấy, các bác lại khóa ấn vào. Đấy, ấn vào. Và bắt đầu các bác cứ đảo mã linh tinh nhá. Đấy, đảo mã linh tinh là các bác sẽ khóa được thôi. Còn các bác muốn đúng mà về đúng cái mã để các bác mở thì các bác đẩy về 1 thôi. Đấy, đẩy về 1 này. Đấy, đẩy hết về 1, cũng bấm đây.
Đó là mở luôn. Còn bây giờ các bác lại muốn đổ mật khẩu lại thì các bác lại xoay cho em cái phần tay bên phải em đang cầm này, xoay về phần chiều kim đồng hồ nhá. Đấy, xoay chiều kim đồng hồ, xoay hết cỡ tay. Đấy, sau đó các bác lại đổi về 0000 này. Đấy, đổ hết về 0000 nhá. Đó, gióng thẳng cái hàng này chưa? Cái vạch sơn trắng này, gióng thẳng này, đó thẳng nhau. Các bác lại xoay lại cho em cái này. Đấy, bắt đầu nó khớp này, nhìn thẳng luôn nhá, thẳng với cả hai bên đối xứng nhau luôn nhá. Đó là bắt đầu là các bác đã đổi mật khẩu thành công. Và các bác lại ấn vào. Đấy, ấn vào là cứ thế là các bác khóa thôi, đảo linh tinh mật khẩu đi. Đấy, lúc nào mà các bác muốn bỏ lại đẩy hết về không chưa? Đấy, đẩy hết về không. Đúng với phần vạch trắng này. Ấn cái mở luôn, rất tiện dụng, dễ sử dụng nhá. Và em đã hướng dẫn chi tiết cho các bác về cách để các bác đổi mật khẩu rồi. Các bác theo dõi kỹ lại cái phần mà em vừa hướng dẫn để các bác cùng về các bác đổi nhá. Còn không thì các bác cũng có để cứ để mặc định là 4 0 được. Đấy, các bác cứ xoay linh tinh là nó sẽ khóa vào thôi mà. Đấy, còn đổi thì nhiều khi là thứ nhất là hơi lằng nhằng, thứ hai là các bác phải nhớ cái mật khẩu mà các bác đổi nhá. Các bác mà không nhớ mật khẩu ấy thì bên em cũng chịu, không thể khóa đâu ạ, không thể phá đâu, không giải quyết được vấn đề đâu. Nên là các bác mà đổi mật khẩu ấy là các bác phải nhớ nhá. Còn nếu mà các bác không nhớ được ấy, thì tốt nhất là cứ để mặc định là 40 nha, là về các bác xài thôi, là cứ thế là xài, không cần phải đổi được gì cho lằng nhằng mà nó khó nhớ, cứ để 40 này. Đấy là có thế là xài thôi. 70k nhá, 70k cho một chiếc khóa số chữ U này các nhá, 70k một chiếc, dùng rất là tiện. Các bác mua về khóa cổng, khóa cửa, khóa xe, khóa cổ, đấy, an toàn, tiện dụng, không cần phải mang chéo chiếc lồng lồng còng lành cây. Đấy, 70k nhá, 70k khóa số chữ U nhá, khóa số chữ U, 70.000 một chiếc các bác nhá. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mai hàng, đó là cái bộ dao cạo lông này. Đấy, về các bác hay view nha, hay có cái món làm lợn nó thứ rồi, hay dùng cái con dao này các bác dùng để cạo lông lợn thứ này rất là hay. Đây một cái bộ sản phẩm cho gồm có là một cái cây cây thân dao và đi kèm cho bác là 10 lưỡi dao nha, với giá sẽ là 40k nha. Cứ lên mã em sẽ là cái dao cạo lông đang gửi bác là giá sẽ là 40k. Ngoài chức năng cạo lông thì mình có thể dùng để cắt này, rồi là các bác gọt kia thứ rất là tiện dụng luôn, thì rất là dễ xài thôi. Cái này thì nó là cái lưỡi dao mà, cái hộp lưỡi dao mà. Đấy, các bác lấy ra. Đấy, lấy ra. Sau đó là các bác lấy cho một cái lưỡi ra, một cái hộp này lưỡi sẽ gồm có là 10 lưỡi mà. Một hộp này là sẽ gồm có là 10 lưỡi này. Đấy, 10 lưỡi nhá. Đấy thì các bác dắt nó vào đây. Đấy, các bác lựa khéo lách vào đây này. Đấy, lách nó vào. Sau đó là các bác lách vào là các bác bắt đầu là các bác đấy, lách vào. Là nó như kiểu là một cái con dao lam ấy nhá, nhưng mà con này lưỡi của nó là được cái là nó sẽ lưỡi của nó là được cái là nó sẽ gì? Dài hơn. Đấy, dài hơn, các bác cạo được nhiều hơn các bác nhá. Cạo được nhiều hơn. Đấy, đây. Khi mà dắt xong. Đấy, dắt xong thì nó sẽ bằng nha. Đấy, bằng này thì các bác dùng để các bác cạo lông các thứ nhá. Cạo lông rồi các bác gọt cắt các thứ rất ok cho em đây. Đấy, gọt cắt này. Đấy, gọt cắt này rất là sắc luôn nhá. Đấy, rất sắc luôn ạ. Đấy, cực kỳ sắc nhá. Đấy, rất ok đây. Đấy, nó gọi là dao cạo lông nhá. Đấy, mục đích thì dùng chủ yếu là dùng để mình cạo lông những cái con lông làm lông những con lông lợn các thứ rồi. Đấy, các bác dùng các bác cạo, còn không thì các bác dùng để cắt rồi là gọt kia các thứ rất là tiện. Đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, các bác cài lưỡi vào nhá. Đấy, sau đó các bác dùng để cạo lông này. Đấy, gọt kia các thứ này. Rất tiện dụng luôn. Đấy, thấy không? Rất hay nhá. 40.000 một bộ nhá. 40.000 một bộ là bao gồm là sẽ bao gồm là một thân dao và đi kèm là một cái hộp 10 lưỡi nha các nhá. Một hộp là 10 lưỡi và đi kèm là một thân dao nha, là 40k nha, một combo luôn. Thì cứ lên mã em sẽ là dao cạo lông nhá. Là một dao cộng với lại 10 lưỡi là 40k nhá, 40k. Đấy, 40k một bộ này các nhá. Rất nhiều bác hỏi anh em cái sản phẩm này đây, thì hôm nay tiếp tục về nhá các nhá. Đó là cái nhẫn đồng hồ. Đấy, nhẫn đồng hồ nhá, cái này vừa kết hợp cả nhẫn và cả đồng hồ luôn. Đợt này thì nó về lô mới ra tốt luôn. Đang gửi bác một cái chiếc nhẫn đồng hồ này với giá sẽ là 40.000 các bác nhá, 40k cho một cái nhẫn đồng hồ này. Các bác mua về chơi mua về đeo chơi này. Đấy, rồi là đeo sưu tầm, chơi bời, sử dụng ok, đi chơi đi bời các bác đeo rất ok. Kết hợp vừa có nhẫn vừa có cả đồng hồ luôn. Đây em đeo thử cho bác coi nhá, rất là đẹp luôn. Đó, đây. Đấy. Nhìn sang trọng lịch sự, nhìn rất là uy tín nhá, nhìn mà nhìn kiểu dạng độc quyền luôn. Đấy, cái này rất ít người có luôn này. Đó. Vừa có kết hợp đồng hồ nhá, mặt số to rõ ràng. Đây. Bóng đẹp xịn ok luôn. Cái này thì cái phần dưới của nó sẽ là co giãn nha, nên là ngón tay to ngón tay nhỏ là các bác đeo được hết luôn. Đấy, người lớn trẻ em các thứ đeo được hết luôn nhá, vì cái này nó có co giãn này. Đấy, ngón tay to tay nhỏ đeo được hết luôn. Và về xài thì các bác rút cho em cái phần chốt, cái chốt khóa ra này, nó có cái chốt nhựa khóa này, các bác rút ra. Đấy, rút cái chốt nhựa khóa ra, sau đó các bác ấn vào như kiểu đồng hồ bình thường thôi, ấn vào nó sẽ chạy. Còn các bác muốn chỉnh thì các bác chỉnh luôn đi. Đấy, ví dụ hiện tại đang là 9 giờ này, ấn vào cái này
Đấy là bắt đầu là cứ thế là bắt đầu là đồng hồ chạy thôi. Đấy thế này thôi. Cứ thế này là chạy thôi nhá. Đó, có pin sẵn đầy đủ đi kèm rồi. Về là chỉ việc xài, không cần phải là thay tháo hay nhiều cả, về chỉ việc đeo vào là xài. Đấy, vừa có đồng hồ theo dõi thời gian, vừa có như kiểu là một chiếc nhẫn để mình đeo vào rất là ok luôn. Đấy, đẹp lắm. Nhìn nói chung rất là hay. Đó, 40k nhá, 40k cho một chiếc nhẫn đồng hồ nha. Cứ lên mã em xem là nhẫn đồng hồ nhá. Nhẫn đồng hồ đang bán với giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Đấy, có pin sẵn giờ giấc đầy đủ rồi. Về chỉ việc là ấn vào là xài, chỉnh giờ ấn vào là xài thôi. 40k một chiếc nhẫn đồng hồ này. Đấy, nhiều bác hỏi lắm thì các bác tranh thủ chốt luôn này. Rất là đẹp luôn. Đó, xinh lắm, 40k một chiếc các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng kéo may, tiếp tục hàng về, dòng kéo may 12 inch nhá, kéo may 12 inch nha. Đây, dòng kéo may made in Japan, cắt cực kỳ ngọt luôn, cắt rất sắc nhá. Đây, cắt cho bác coi này. Con này cắt thì cực kỳ ok, các bác mua về cắt vải các biết cái gì mình sử dụng cho mình này. Các bác nhận hàng các bác kiểm tra tiết là cái phần đầu kéo là chuẩn nhất nhá. Đấy đây. Đấy đây không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Đây, đấy, đây. Rất ok nhá đây. Đó, cái gì này? Đấy, cắt rất ngọt ngào nhá. Đó thấy không? Rất ok luôn. Made in Japan, kéo may 12 inch nhá, JDL. Đó cái này thì bán rất là nhiều rồi. Cắt cực kỳ ngọt, phần thứ kéo sống kéo rất là dày. Đó, tay cầm có bọc cao su chống trượt. Khâu của nó sẽ là khâu khóa đồng luôn nhá, khâu khóa đồng luôn. Đấy, made in Japan cho em. Rất là xịn sò ngon này. Với giá sẽ là 150 ngàn một cây nhá, 150 ngàn một cây. Cứ lên mã em sẽ là cái cây kéo may 12 inch nhá, kéo may 12 inch. Con này phần chiều dài lưỡi nó rơi vào khoảng tầm là 20 cm. Và cái phần cán nữa thì tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm hơn 30 cm, rơi khoảng tầm 34 35 cm cho một cái cây kéo này. Và chiều dài lưỡi là 20 nhá. Chiều dài lưỡi của nó 20. Đó thì với giá bình dân hạt rẻ là 150 ngàn một cây nhá. Lên mã em sẽ là cái kéo cắt may. Đấy, kéo cắt may hàng Made in Japan. Đó. 150k cho một cây kéo cắt may nha. Đấy, 150k một cây. Cứ lên mã em sẽ là kéo cắt may. Đấy, kéo cắt may nhá. Kéo cắt may, kéo cắt vải nha. 150k một cây. Đấy, 150.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em mới về một cái ít cái mã hàng rất là hay. Đó là cái bộ đóng cửa tự động nhá. Đấy, với giá sẽ là 50k cho một cái bộ đóng cửa tự động nha. Thì một bộ sản phẩm sẽ gồm có cho bác là một cái đây, một cái cục rút này, dây này. Đấy, dây rút này, cái nguyên lý động rất là dễ là các bác mở cửa ra là các bác kéo dây ra. Còn khi mà thu vào thì đây. Đấy là sẽ tự động nó sẽ thu vào này, em thả dây này. Đấy, tự động nó sẽ kéo cửa vào nhá các bác nhá. Tự động nó sẽ kéo cửa vào rất là hay. Là ví dụ các bác chẳng may nó quên không đóng cửa thì mình vẫn có thể là ok luôn. Thì đi kèm sẽ gồm có là một cái móc dán nha. Thì về các bác móc vào đây. Cái này là các bác dán vào cửa này. Đấy, dán vào cửa nhá. Là khi mà các bác mở cửa ra này, đấy, mở cửa ra. Đấy là nó sẽ kéo ra và lúc nào các bác thả cửa cái là tự động là nó sẽ kéo thu vào luôn, nó đóng cửa vào luôn, rất là hay. Đấy. Rồi là đây là cái miếng dán để các bác dán cố định. Ngoài nếu mà các bác không muốn dán, muốn chắc chắn hơn thì mình có thể bắt ốc vít thì đây, nó sẽ có đi kèm là bốn cái lỗ vít thì về các bác bắt vít vào nhá. Còn không là tự động là nó sẽ có cái miếng dán như này rồi, miếng dán 3M rất là chắc nha rồi. Thì mình về mình dán vào là xài thôi. Đấy, cái này là cái bộ bộ đóng cửa tự động nhá, bộ đóng cửa tự động này với giá sẽ là 50k. Cái này là các bác có thể là dùng cho cửa mở đẩy ra này, cửa đẩy này, hoặc là cửa lùa đều được luôn nhá, cửa lùa cửa đẩy được hết luôn. Đấy, với giá sẽ là 50k cho một cái bộ như này, là bao gồm là cả miếng dán các thứ này, lẫy cài các thứ này, và đây là cái đi kèm. Đấy, nó cái lực kéo nó vào rất là khỏe luôn nhá. Đấy, cửa to cửa nhỏ là nó kéo hết luôn nhá. Đấy, lực kéo nó rất là khỏe, hàng rất là ok luôn đấy. 50k nhá. Cái đây là cái bộ đóng cửa tự động nhá, bộ đóng cửa tự động với giá sẽ là 50k một cái bộ này. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm đang đây, các bác cùng xem này. Mọi người, đây là hộp dây rút tự động đóng cửa, là sản phẩm hỗ trợ cánh đấy các bác dán vào nhá. Đấy, vào một cái phần kia các bác dán còn lại với cửa nhá, các bác quặc vào. Đấy, lúc nào các bác mở các bác đẩy ra. Đó, tự động nó sẽ kéo vào luôn. Cửa lùa được dùng luôn nhá. Cửa lùa được dùng luôn. Đó, thấy không? Nó sẽ kéo đóng cửa luôn nhá, rất thông minh luôn. Đấy, rất hay. Sản phẩm khá tiện lợi nên mọi người nên mua về đó. Trải nghiệm thử nhé. Xin giới đấy các thiệu bác cùng xem làm lần nữa đây này. Là hộp dây rút tự động đóng cửa, là sản phẩm hỗ trợ cánh cửa gia đình bạn an toàn và thông minh hơn với cơ chế tự động đóng, vô cùng tiện lợi, nhỏ gọn và không cần khóa đục. Chỉ cần dán vào tường là xong, vô cùng dễ lắp đặt. Ngoài tác dụng để đóng mở cửa tự động ra, bạn có thể dùng hộp dây rút tự động như một dây móc giúp giữ đồ dùng hay chìa khóa và không sợ làm rơi. Vỏ hộp làm bằng nhựa ABS, dây rút làm từ thép không gỉ, chống mài mòn, rất bền nên có thể sử dụng lâu dài. Sản phẩm khá tiện lợi nên mọi người nên mua về trải nghiệm thử nhé.
Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, để về các bác dán vào cửa, một bên dán vào cái cửa này, một bên dán vào cái chỗ cố định của cái cục này. Các bác đẩy ra cái này, nó sẽ kéo ra. Và khi mà các bác thả tay là tự động là nó sẽ thu vào nhá. Tự động cái này nó sẽ thu vào, nó sẽ đóng kín cửa lại luôn. Đấy, chẳng may là các bác quên không đóng cửa thì cái này nó sẽ tự động là nó sẽ có trách nhiệm là nó sẽ đóng cái cửa vào. Đây, các bác nhìn này, em kéo này. Đấy, kéo ra này, thả tay cái này. Đấy, là tự động nó sẽ thu vào luôn nhá. Đây, kéo ra này. Kéo vào này, đấy, tự động sẽ thu vào. Đây, cái phần dây của nó sẽ là dây lõi cáp và có bọc nhựa bên ngoài luôn nhá, rất là hay luôn. Đấy, cái lực kéo nó khá là khỏe nhá, nên là cửa to cửa nhỏ là các bác chiến hết luôn. Và những cái phụ kiện là móc nhựa đi kèm. Cái phần này là các bác dán vào đây, sau đó là các bác dán vào cửa. Đây là cái móc, đó các bác quặc vào đây. Đó, khi mà các bác kéo cửa này, kéo cửa ra, đó thả cái này, đấy tự động nó sẽ thu vào. Kéo cái này, đấy thả tự động sẽ vào. Nó theo cái dạng như là cái dạng cót nhá, nó hoạt động như dạng cót nhá. Là 50.000 một bộ đúng không nhá. Bộ đóng cửa tự động nhá. Với giá sẽ là 50k một bộ được không nhá.